Xin mến chào tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã quay lại với kênh nhà Phụ Tùng Ring Xe Cấp. Rồi, lên mấy bộ gáo chó đèn pha cho các bạn nha. Tròn. Rồi, có bộ đặc biệt luôn. Bộ này đặc biệt. Bộ này tùng con. Rồi. Đây là bộ dành cho anh em gắn 78 đam 77. Đây là tồn kho. Đây là tồn kho chưa gắn xe nha. Tồn kho chưa gắn xe khác với hàng phụ tùng mới đó. Nó khác nha các bạn. Đây là hàng tồn kho chưa gắn xe. Cái này thì nó cũng có không có sản xuất mới luôn các bạn. Đấy. Hai cái này là tháo xe nè. Cái này là dành cho anh em gắn xe 67 nè. Đó, 67. Hoặc là anh em mua cái chó này để đi xô cá nè. Đó, mua đi xô cá là mua cái này. Đi xô cá là nhức nách luôn nè, thấy không? Đó, anh em đi xô cá rất là thích nha. 67 nha. Con này là 81-86. 81-86. Đó, rất là đẹp luôn nha các bạn. Ba cháy bộ chét luôn, thấy không? Mình sẽ quay chi tiết đó nha. Cái này mình giới thiệu sơ từng món. Cái này của đèn vuông, custom. Này thì có cả cái viền luôn. Có cả cái viền luôn. Đó. Anh em nào thích viền. Đây là nguyên bộ chó với viền nè. Còn này là chó không nè. Anh em nào muốn mua chó không thì có chó không nè. Đó, muốn mua có viền thì viền. Còn bộ này là mới trong bịch, dành cho anh em lên xe DD nha. Đó. Này. Này mới trong bịch nha các bạn. Đầy đủ luôn. Bông đèn dứt nè, đó. Anh em nào mà lên xe DD thì lên bộ này nha các bạn. Lên xe DD mà dựng xe dựng kiển các bạn. Đó thì lên con này. Ba cháy bộ chét luôn nha. Rồi, anh em quan tâm đến đèn xe loại nào. Đó giờ còn một cái đèn của thằng custom 100 nữa đây. Thiệu luôn. Này, custom 100 các bạn. Dream lùng các bạn, custom 100 hoặc là Dream lùng. Đó. Rất là đẹp luôn nha các bạn. Viên tháo xe nha. Thì đây là cái con xe mà chính tay mình tháo ra các bạn. Thì anh em anh em nào mà đã từng theo dõi là sẽ thấy mình tháo cái con xe custom 100 này ra. Rồi, anh em cần đèn pha loại nào, nhắn tin Zalo số điện thoại trên màn hình giúp mình nha. Phương thức mua hàng thì những em nào ở khu vực Sài Gòn, chúng tôi qua trực tiếp bên shop để mua. Ở xa thì chuyển khoản rồi bên mình ship bưu điện giao tận nhà cho các bạn. Lưu ý là chuyển tiền trước ship hàng sau, không ship code nha anh em. Cảm ơn tất cả các bạn.